Bây giờ chúng ta đi qua dạng số 4, đó là câu 43, 44 và 45 các bạn nhé. Người ta yêu cầu mình là chọn câu giống với nội dung trên. Câu thứ nhất, bây giờ các bạn xem nội dung người ta hỏi là gì. 다음에 내용과 같은 것을 고르십시오. Hãy chọn câu có cùng nội dung với nội dung bên trên. 저는 매일 아침 산책을 하고 학교에 갑니다. 학생 식당에서 아침을 먹고 수업을 듣습니다. 그리고 커피숍에서 아르바이트를 합니다. 매일 아침 산책을 하고 학교에 갑니다. Nghĩa là mỗi ngày tôi đi dạo, như mỗi buổi sáng thì tôi đi dạo, xanh sạch cứ học cô rồi đi đến trường. Rồi cái gì nữa đây? À, xin một cô. Tôi ăn cơm sáng, tôi ăn sáng đâu rồi ạ? Ở quán ăn học sinh. Rồi tôi mới nghe giảng, sửa bớt thực sự đã. Và ở quán cà phê, tôi làm gì ạ? Tôi làm thêm ở quán cà phê. 저는 아침마다 산책을 합니다. 아침마다, mỗi buổi sáng. Thì đây cũng là 매일 아침, mỗi sáng tôi đi dạo, đúng rồi nha. Chọn nó ăn giống với nội dung trên, cho nên câu này câu trả lời. 저는 아침을 먹고 학교에 갑니다. Tôi ăn sáng rồi tôi đến trường. Nhưng mà ở đây nói là gì đây? Ồ, 아침을 먹고 tôi ăn sáng rồi tôi mới nghe giảng, chứ không phải là tôi ăn sáng rồi đi đến trường nha. Nhưng ở trên đây là đi dạo rồi mới đi đến trường, cho nên là nó sai về trật tự. 저는 아르바이트를 하고 학교에 갑니다. Tôi làm thêm và đi học. Nhưng mà ở đây đi làm thêm là người ta nói là làm thêm ở quán cà phê, chứ không có nói thứ tự đi làm thêm và mới đi học nha. 저는 학생 식당에서 아르바이트를 합니다. Tôi làm thêm ở quán ăn học sinh, nhưng mà ở đây nói là quán cà phê. Bây giờ chúng ta qua câu số 2. 다음 주 월요일에 수학 시험이 있습니다. 그 시험은 아주 어렵습니다. 그래서 날마다 도서관에 가서 공부합니다. Bây giờ chúng ta dịch rồi. Vào thứ hai tuần sau có kỳ thi, có bài kiểm tra môn toán 수학 시험. 그 시험은 아주 어렵습니다. �ài kiểm tra đó rất là khó. 그래서 날마다 도서관에 가서 공부합니다. Cho nên là mỗi ngày tôi đến thư viện để mà học bài. Rồi, các bạn xem câu trả lời nha. 저는 수학을 좋아합니다. Tôi thích môn toán. Rất là khó, đâu có thích đâu, không có nói đến. Sai. 저는 요즘 열심히 공부합니다. Giờ này tôi chăm chỉ học bài. 날마다 도서관에 가서 공부합니다. Thì đây là chăm chỉ đây. Câu này đúng rồi nha. 이번 주에 수학 시험이 있습니다. Vào tuần này có kỳ thi môn toán. Có bài thi toán. Tuần này không? 이번 주. Nhưng mà tôi nói là 다음 주 월요일. Còn sai. 저는 월요일마다 어려운 시험이 있습니다. Vào mỗi thứ hai là tôi có kỳ thi khó. Đâu phải mỗi thứ hai, đâu phải thứ hai hàng tuần đâu. Sai luôn. Câu trả lời đó là câu 저는 요즘 열심히 공부합니다. Đi tiếp câu số 3. 친구가 지난달에 고향으로 돌아갔습니다. 친구는 저에게 냉장고를 주었습니다. 그 냉장고는 커서 좋습니다. Bạn tôi vào tháng rồi, tháng trước đã về quê và bạn tôi đã cho tôi cái tủ lạnh. Và cái tủ lạnh đó thì rất là to nên tôi rất là thích. 저는 냉장고를 샀습니다. Tôi đã mua cái tủ lạnh. Đây không phải mua mà là bạn tôi cho mà, cho nên câu này sai. 저는 이 냉장고가 마음에 듭니다. Tôi hài lòng với cái tủ lạnh này. Các bạn thấy không? 그 냉장고는 커서 좋습니다. Thì đây là tôi thích, cho nên là tôi hài lòng chỗ này nha. Ok, cái này đúng rồi. Câu đó là đúng là chỗ này. 저는 고향에 큰 냉장고가 있습니다. Ở quê tôi có cái tủ lạnh lớn. Đâu có nói gì quê của tôi mà là bạn của tôi trở về quê mà. Sai. 저는 친구에게 냉장고를 주었습니다. Tôi đã cho bạn tôi cái tủ lạnh. Mà đây là bạn tôi cho tôi. Câu này sai. Thì câu trả lời đúng đó là câu số 2. 마음에 듭니다.
5등. 저는 그림을 배웁니다. 주말마다 공원에 가서 그림을 그립니다. 가끔 어머니와 미술관에 가서 구경을 합니다. 아, 또이 합. 발전. 와우. 주말마다라 그 꾸이던. 그 꾸이 뭐이던. 아, 꾸이 뭐이던. 또이 된 공부인. 네, 뭐 발전. 가끔 어머니와 thỉnh thoảng thì con cùng với mẹ đi đến viện bảo tàng nghệ thuật để mà ngắm tranh. À, bây giờ các bạn xét câu thứ nhất nha. 저는 어머니와 공원에 갑니다. Tôi cùng với mẹ đi đến công viên. Đâu có nói đi công viên cùng với mẹ đâu. Cho nên con lại sai. 어머니는 그림 공부를 합니다. Mẹ tôi học vẽ tranh. Đâu có. Mà là tôi mà. Cho nên con sai. 저는 공원에서 그림을 그립니다. Tôi vẽ tranh ở công viên. Đúng rồi. Công viên에 가서 그림을 그립니다. Đúng rồi. 어머니는 혼자 미술관에 갑니다. Mẹ tôi đi đến viện bảo tàng mỹ thuật một mình. Không, đi với tôi mà. Sai. Câu trả lời đó là câu 3. À, bây giờ chúng ta qua câu số 5. 오늘 저녁에 손님이 옵니다. 그래서 아침에 꽃도 사고 집도 청소했습니다. 회사가 끝나면 집에 일찍 가서 음식을 준비할 겁니다. Tối nay khách đến cho nên là tôi đã vào buổi sáng chim mẹ vào buổi sáng tôi đã dọn dẹp nhà cửa và đã mua hoa hết ra cả kinh làm nha. Nếu mà công việc công ty kết thúc thì tôi sẽ chuẩn bị món, tôi sẽ về nhà sớm chi biết ít thì cả so để mà chuẩn bị thức ăn cả xét cho nhờ gây trong số đấy hai còn gì đó. Và buổi tối tôi sẽ dọn dẹp vệ sinh. Không, buổi tối đâu có dọn dẹp vệ sinh mà là ban ngày nha, về nhà sớm rồi buổi sáng là dọn dẹp vệ sinh nè. Con này sai. 손님과 저녁을 먹을 겁니다. Sẽ ăn tối với lại khách đúng không? 오늘 저녁에 손님이 옵니다. Vậy thì khách đến thì sẽ chuẩn bị món ăn, dọn dẹp nhà cửa cho nên là sẽ ăn tối với khách đúng không ạ? Con này đúng rồi. 음식을 벌써 준비했습니다. Đã chuẩn bị xong. Mới đây mà đã chuẩn bị xong thức ăn rồi. Nhưng mà ở đây là sẽ chuẩn bị mà. Này sai. 손님이 꽃을 사올 겁니다. Khách sẽ làm gì? Sẽ mua hoa đến. Nhưng mà ai mua hoa này? Tôi, buổi sáng tôi mua hoa chứ không phải là khách mua. Câu này sai. Câu trả lời là câu số 2. Rồi, bây giờ chúng ta qua câu số 6. 저는 마음이 아프고 힘들 때 친구를 만납니다. 친구를 만나서 제 생각을 친구에게 이야기합니다. 그러면 기분이 좋고 즐겁습니다. 아, tôi thì mami apu có hiếm đủ tệ. Khi mà tôi thấy đau lòng hay là tôi thấy mệt mỏi, có chuyện gì đó làm mình buồn, thì tôi gặp bạn. 친구를 만나서 제 생각을 친구에게 이야기합니다. Gặp bạn để làm gì đây? 친구를 만나서 gặp bạn để mà tôi nói hoặc là tâm sự hoặc là kể những cái câu, cái suy nghĩ của mình cho bạn nghe. Nếu vậy thì cái tâm trạng của tôi trở nên tốt và vui hơn. 기분이 좋고 즐겁습니다. 저는 친구의 이야기를 잘 듣습니다. Tôi nghe kỹ cái câu chuyện của bạn tôi. Đâu có nghe gì đâu bạn, tôi đâu có kể gì đâu bạn nghe. 저는 친구를 만나면 마음이 아픕니다. Nếu mà gặp bạn thì tôi đau lòng. Đâu có. Đau lòng mới gặp bạn mà. Cho nên tôi lại sai. 저는 기분이 좋을 때 친구를 만납니다. Khi mà tôi vui thì tôi gặp bạn. Đâu có. 마음이 아프고 힘들 때 mà. 저는 힘들 때 친구와 이야기를 합니다. Khi mà tôi thấy mệt mỏi thì tôi nói chuyện với bạn. Đúng rồi. Câu thứ tư là câu trả lời đúng. Rồi, bây giờ chúng ta qua câu thứ bảy. 오늘은 제 생일입니다. 그래서 친구와 밥을 먹고 파티를 했습니다. 친구는 저에게 양말을 사주었습니다. Hôm nay là sinh nhật của tôi. 그래서 vì vậy mà tôi đã tổ chức buổi tiệc và ăn cơm với bạn. Bạn tôi đã tặng cho tôi gì đấy? Mua tặng cho tôi cái đôi tóc. 저는 생일 선물을 받았습니다. Tôi đã nhận quà sinh nhật. Đúng không ạ?
친구는 저에게 양말을 사주었습니다. Bạn tôi đã mua tặng cho tôi đôi tất. Thì tức là tôi đã nhận được quà sinh nhật. Đấy, đúng rồi nha. 저는 오늘 친구 양말을 샀습니다. Hôm nay tôi đã mua tất cho bạn. Đâu phải mà bạn mua tất cho tôi. 저는 가족과 생일 파티를 했습니다. Tôi đã làm buổi tiệc sinh nhật cùng với gia đình. Nhưng mà ở đây là cùng với bạn nha. 저는 쇼핑하고 친구와 식사했습니다. Tôi đã đi mua sắm và ăn cơm cùng với bạn. Sao? Tôi có mua sắm trong đây. 다음. 어제 형과 스키장에 처음 갔습니다. 그곳에는 스키를 타는 사람들이 많았습니다. 우리도 즐겁게 스키를 탔습니다. 어제 남과 lần đầu tiên tôi đã đi đến sân trượt tuyết cùng với anh trai. Ở nơi đó thì có rất là nhiều người, có rất là nhiều người. Ski rất là trượt tuyết. Urito, chúng tôi cũng đã trượt tuyết một cách vui vẻ. 저는 자주 스키장에 갑니다. Tôi thường xuyên đi đến sân trượt tuyết, đúng không ạ? Sai. 처음 mà 저는 어제 스키를 탔습니다. Hôm qua tôi đã trực tiếp. 어제. Đúng rồi. 어제 nha. Yeah, đúng rồi. 어제. Đúng. 저는 스키장에 혼자 갔습니다. Tôi đi đến sân trực tiếp một mình. Nhưng mà ở đây nó là 형과 với anh. Sai. 저는 스키장에서 형을 만났습니다. Tôi đã gặp anh ở sân trực tiếp. Sai luôn. Cùng đi mà gặp gì? Câu thứ 9. 저는 요리를 못합니다. 그래서 매일 학생 식당에서 밥을 먹습니다. 학생 식당은 음식값이 싸고 김치가 맛있습니다. 저는 요리를 못합니다. Là tôi không thể nấu ăn. Vì vậy mà mỗi ngày học sinh sẽ tăng số bữa một sớm gì ta. Tôi ăn cơm ở đâu đấy ạ? Quán ăn học sinh. Quán ăn học sinh. Giá thức ăn ở quán học sinh thì xa củ rẻ và kim chi thì ngon. Các bạn xét nha. Học sinh sẽ tăng lên cho cơm biết sớm gì ta. Quán ăn học sinh thì hơi đắt nhưng mà ở đây nói là rẻ nên còn sai. Học sinh sẽ tăng nghe kim chi cao sớm gì ta. Ở quán học sinh không có kim chi nhưng mà ở đây người ta nói gì kim chi cao maximita có nghĩa là có đúng không ạ? Thì câu này sai. 저는 학생 식당에 날마다 갑니다. 날마다 là gì nè? Mỗi ngày tôi đều đến quán ăn học sinh. Meal đúng rồi. Đến quán ăn để mình ăn. 저는 맛있는 음식을 잘 만듭니다. Tôi nấu ăn ngon. Những cái món ăn ngon thì tôi làm tốt mà, tôi chế biến rất là giỏi. Nhưng mà ở đây là đâu có làm đâu. Không, dấu đi rất một thân gì tạo mà. Câu này sai. Câu trả lời là câu 3 các bạn nha. Bây giờ chúng ta qua dạng số 5 là câu 46, 47, 48. Dạng đề này người ta yêu cầu mình hãy chọn suy nghĩ trọng tâm hoặc là chọn ý chính. 다음을 읽고 중심 생각을 고르십시오. Suy nghĩ trọng tâm hoặc là mình nói cách khác là ý chính. 저는 극장에 가지 않고 집에서 혼자 영화를 봅니다. 집에서 영화를 보면 누워서 볼 수 있습니다. 그리고 보고 싶은 시간에 볼 수 있습니다. Tôi không có đi đến rạp chiếu phim mà tôi xem phim ở nhà một mình. Ở nhà, 집에서 nếu mà xem phim ở nhà thì tôi có thể 누워서 볼 수 있습니다. Nằm ngủ. Nằm xem. 누워서 볼 수 있습니다. Tôi có thể nằm xem. 그리고 보고 싶은 시간에 볼 수 있습니다. Và vào cái thời gian mà muốn xem thì tôi có thể xem. Hoặc là tôi có thể xem vào thời gian mà tôi muốn xem. Rồi các bạn xem câu thứ nhất. 저는 극장에 자주 갑니다. Tôi thường xuyên đi đến rạp chiếu phim. Câu này đúng không ạ? 자주. Nhưng mà ở đây người ta nói là 가지 않고, 극장에 가지 않고, không có đi đến rạp chiếu phim ạ. Cho nên câu này mình loại ra sai nha. 저는 친구와 영화를 봅니다. Tôi xem phim cùng với bạn. Ở nhà tôi 혼자 mà các bạn. 집에서 혼자 영화를 봅니다.
Tôi xem phim một mình ở nhà, cho nên là không phải xem với bạn nha. 저는 극장에서 영화를 봅니다. 극장에서 영화를 봅니다. Tôi xem phim ở rạp chiếu phim, đúng không ạ? Không, tôi không có đi đến rạp chiếu phim mà. Sai. 저는 집에서 영화 보는 것을 좋아합니다. Tôi thích xem phim ở đâu? Ở nhà. Vậy còn đúng rồi. Thích tại sao? Tại vì ở nhà có thể nằm xem, rồi muốn xem giờ nào thì mình cũng có thể xem nữa. Nên câu thứ tư là câu trả lời đúng. Câu số 2. 시간이 없어서 일을 다 하지 못했습니다. 그래서 지연 씨가 저를 도와주었습니다. 저는 지연 씨에게 커피를 사 주었습니다. 시간이 없어서 vì không có thời gian, cho nên tôi không thể làm hết công việc được. Cho nên 지연 đã giúp đỡ tôi. 저는 지연 씨에게 커피를 사 주었습니다. Và tôi đã mua cà phê cho 지연. Rồi câu thứ nhất. 저는 일을 많이 합니다. Tôi làm việc nhiều. Tôi làm việc nhiều hả? 시간이 없어서 일을 다 못했습니다. 고네 사이러냐? 저는 커피를 좋아합니다. Tôi thích cà phê. Nhưng mà ở đây không phải là tôi thích mà tôi mua cà phê cho bạn mà. 고네 사이. 지연 씨는 저는 지연 씨가 고마웠습니다. 또 감사한 지연. 너무 막. 너무 좋아. 저는 지연 씨에게 커피를 사줬습니다. 아, cái hành động mà mua cà phê cho chị Hân đó là tỏ cái lòng thành của mình cho chị Hân biết đó là cái lòng thành của mình, là cảm ơn bạn đó cho nên là mình đã mua cà phê cho bạn đó. Thì đây là cảm ơn đúng rồi nha. 저는 지연 씨를 도와줬습니다. Tôi đã giúp chị Hân. Không phải. Vậy thì câu trả lời là câu số 3. 이번 주말에 제가 좋아하는 가수의 공연이 있습니다. 저는 두 달 전에 표를 미리 샀습니다. 공연을 빨리 보고 싶습니다. 이번 주말 là cuối tuần này tôi, 제가 좋아하는 가수의 공연, 뭐 biểu diễn của ca sĩ mà tôi yêu thích, 있습니다. Có. Vào cuối tuần này thì có bộ biểu diễn của ca sĩ mà tôi yêu thích. 저는 두 달 전에 표를 미리 샀습니다. Tôi đã mua vé. Tôi đã mua vé trước đây. Tôi đã mua vé trước cách đây mấy tháng. 두 달 전에 2 tháng. 공연을 빨리 보고 싶습니다. Tôi muốn xem buổi biểu diễn này nhanh. 저는 표를 사고 싶습니다. Các bạn xem câu 1 đúng không? 저는 표를 사고 싶습니다. Mua rồi mà đâu phải là muốn mua nữa đâu. Đã mua rồi nè. Cho nên câu này sai. 저는 가수가 되고 싶습니다. Tôi muốn trở thành ca sĩ. Sai. Mà là đây là có biểu diễn, buổi biểu diễn của ca sĩ mà tôi yêu thích, chứ không phải là tôi muốn trở thành ca sĩ nha. Sai. 저는 공연을 기다리고 있습니다. Tôi đang chờ buổi biểu diễn này. 빨리 보고 싶습니다. Tôi muốn xem biểu diễn nhanh. Thì đây chứng tỏ đây là sự chờ đợi. Vậy đúng rồi. 저는 두 달 전에 공연을 봤습니다. Trước đây 2 tháng tôi đã xem buổi biểu diễn này rồi. Tôi có, mà là tôi đã mua cái vé này trước đây 2 tháng mà. Mình còn lại sai. Câu đó là đúng là câu 3. Rồi bây giờ các bạn qua tiếp câu thứ 4. 저는 아이들에게 가방을 만들어 줍니다. 다른 사람에게도 자주 가방을 만들어서 선물합니다. 가방 만들기는 어렵지만 재미있습니다. Nội dung này người ta nói gì ạ? Tôi làm cái túi sách cho bọn trẻ. 다른 사람에게도 자주 가방을 만들어서 선물합니다. Và tôi cũng thường xuyên làm cái túi sách này để mà tặng cho những người khác. Tặng nha. Còn đây là cho. 가방 만들기는 어렵지만, tuy cái việc làm túi sách khó thì khó, nhưng mà 재미있습니다. Rất là thú vị. Câu thứ nhất, 저는 가방 만들기가 어렵습니다. Cái việc mà làm cái túi sách thì tôi thấy khó. Khó, thiếu nha. Khó nhưng mà như thế nào? Nhưng mà rất là thú vị, rất là thích nè. Câu này sai. Tại vì cái câu này, 저는 가방 만들기가 어렵습니다. Tôi thấy cái việc làm túi sách khó. Còn đây là gì nè? Cái việc làm túi sách khó nhưng mà tôi thấy gì nè, tôi thấy thích chứ không phải là tôi thấy khó nha. Chỗ này là tôi à. 저는 어렵습니다. Cảm thấy khó.
Nhưng mà ở đây lại người ta nói là khá ban mạnh tư gì nên ở rất chị mà cái việc làm túi sách khó thì khó đấy, nhưng mà tôi thì tôi cảm thấy thế nào thú vị chứ không phải là tôi cảm thấy khó nha. Chỗ này câu chừng sai chỗ này các bạn nhé. Tôi dưới đây là tôi cảm thấy khó, còn trên là tôi cảm thấy thú vị mà sai. Cho nên khá ban mạnh tư gì rất chủ quan gì đó, tôi thích cái việc làm túi sách đúng không? Chemis có nghĩa là thích nè, đúng rồi. 저는 다른 사람과 가방을 만듭니다. Tôi làm túi sách cùng với người khác. Không có nói gì tới người khác cả. Tặng người khác mà. Sai. 저는 아이들에게 가방을 선물합니다. Tôi tặng túi sách cho bọn trẻ. Nhưng mà không phải tặng, mà là cho. Còn đây mới tặng nè. Cho người khác mới là tặng. Là sai. Câu trả lời đúng là câu 2. Câu số 5. 친구가 다리가 아파서 수업에 못 왔습니다. 저는 오후에 친구에게 숙제를 말해 줄 겁니다. 친구가 다리가 아파서 수업에 못 왔습니다. 저는 오후에 친구에게 숙제를 말해 줄 겁니다. 내일은 친구 집에 가서 함께 학교에 가려고 합니다. 아, bạn của tôi bị đau chân, vì bị đau chân cho nên không thể đến buổi học được. 오후에 친구에게 숙제를 말해 줄 겁니다. Buổi chiều tôi sẽ nói cho bạn nghe về bài tập. 내일은 ngày mai 친구 집에 가서 tôi đến nhà của bạn và cùng với bạn đi đến trường. Ngày mai tôi định đến nhà của bạn và cùng với bạn đi đến trường. 저는 친구를 도와줄 겁니다. Tôi sẽ giúp bạn. Tôi sẽ giúp bạn. Đúng không ạ? Giúp bạn làm gì đây? Nói bài tập cho bạn nghe là mình sẽ làm bài tập gì, rồi đến nhà bạn cùng với bạn đi đến trường, thì đây là giúp bạn đúng rồi. 저는 친구와 살고 싶습니다. Tôi muốn sống với bạn. Đâu có sai rồi. 저는 친구의 집에 저는 친구 집에서 숙제를 할 겁니다. Tôi sẽ làm bài tập ở nhà bạn. Nhưng mà đây không phải là làm bài tập ở nhà, mà là tôi sẽ nói cho bạn nghe về cái bài tập mình sẽ làm là gì. Sai. 저는 보통 친구와 같이 학교에 갑니다. Thường thì tôi đi đến trường cùng với bạn. Không, chỉ là ngày mai thôi. Ngày mai thôi, nghe thôi. Câu trả lời đúng đó là câu số 1. Bây giờ mình qua tiếp câu số 6. 형은 어릴 때 조용하고 말이 없었습니다. 그리고 혼자 있는 것을 좋아했습니다. 그런데 지금은 재미있는 말도 많이 하고 사람들도 자주 만납니다. 아, 안더 thì hồi nhỏ 조용하고 말이 없었습니다. Ít nói và rất là trầm lặng, trầm tính đúng không ạ? Trầm lặng. Và rất là thích cái việc mà ở một mình. Hôn cha ý nên gọi là cái việc ở một mình. Nhưng mà bây giờ thì như thế nào? Chê mi nên mày tốt, mãi hào cổ. Bây giờ thì nói những cái lời thú vị rất là nhiều. Hoặc là dạo này thì hay nói những cái lời thú vị, những cái điều thú vị và thường xuyên gặp mọi người. Các bạn xem câu thứ nhất, 형은 옛날과 많이 다릅니다. Anh tôi đã khác nhiều so với ngày xưa này. 옛날과 đúng rồi, hồi xưa thì anh nói ngày thì nói nhiều. 형은 요즘 말을 잘 안 합니다. Dạo này anh tôi không nói, ít nói, không có nói. Sai, cũng nói nhiều mà. 형은 재미있는 이야기를 못 합니다. Anh tôi không có nói được những cái điều thú vị. Sai, hôm nay có mà. 재미있는. 형은 옛날에 사람들을 자주 만났습니다. Ngày xưa anh tôi đã gặp, thường xuyên gặp mọi người. Nhưng mà ngày xưa ít gặp nè. 조용하고 말이 없었습니다. Bây giờ mới gặp nhiều nha. Sai. Câu trả lời là câu số 1. Bây giờ chúng ta qua câu số 7. 저는 휴일에 친구 집에 가려고 합니다. 친구와 같이 드라마를 보려고 합니다. 이야기도 많이 할 겁니다. Vào ngày nghỉ, tôi định đi đến nhà bạn. Và dự định làm gì? Xem phim dài tập với bạn. Và sẽ nói chuyện với bạn nhiều. 저는 집에서 드라마를 보고 싶습니다. Tôi muốn xem phim truyền hình dài tập ở nhà. Nhưng mà ở đây là ở đâu đây?
không có nói ở nhà mà xem phim với bạn thôi. 저는 친구에게 이야기를 하러 갈 겁니다. Tôi sẽ đi đến chỗ bạn để mà nói chuyện. Con em 이야기도 많이 할 겁니다. Mình để đây đi ha. 저는 친구와 드라마 이야기를 할 겁니다. Tôi sẽ nói chuyện phim dài tập với bạn. Mà đây là xem phim dài tập với bạn mà. Sai. 저는 친구와 함께 휴일을 지내고 싶습니다. Tôi muốn cùng với bạn trải qua kỳ nghỉ này. Câu 2 với lại câu 4 các bạn sẽ chọn câu nào đây ạ? 저는 친구와 함께 휴일을 지내고 싶습니다. Là muốn đi đến nhà bạn nè, rồi cùng với bạn xem phim, rồi nói chuyện với bạn. Gì cũng cùng với bạn hết cho nên câu này đúng. 저는 친구에게 이야기를 하러 갈 겁니다. Này là chỉ nói chuyện thôi. Câu này là có gồm cả xem phim rồi đến nhà bạn rồi nói chuyện. Nên câu này sai. Câu đúng là câu này nha. Câu 4. Câu số 8. 저는 내년에 대학교를 졸업합니다. 졸업을 하면 회사에서 일하려고 합니다. 그래서 요즘 좋은 회사를 찾고 있습니다. 아, 내년 là năm sau. Vào năm sau, tôi sẽ tốt nghiệp đại học. Nếu như mà tốt nghiệp 졸업을 하면 thì tôi dự định sẽ làm việc ở công ty. Cho nên là dạo này, tôi đang tìm công ty tốt. À, các bạn tìm nha. 저는 학교에서 일하고 싶습니다. Tôi muốn làm việc ở trường học. Nhưng mà ở đây là muốn làm ở công ty tốt mà sai. 저는 좋은 대학교를 찾고 싶습니다. Tôi muốn tìm trường đại học tốt. Đâu có. Sai. 저는 졸업 후에 회사원이 되고 싶습니다. Sau khi tốt nghiệp thì tôi muốn trở thành nhân viên công ty. Đúng rồi. Muốn làm ở công ty thì phải trở thành nhân viên công ty chứ. 저는 내년에 학교를 졸업하고 싶습니다. Tôi muốn tốt nghiệp trường học vào năm sau. Đâu phải tôi muốn đâu. Câu trả lời đó là câu 3 các bạn nhé. Số 9. 민수 씨는 발이 아주 큽니다. 보통 신발 가게에는 민수 씨 발에 많은 신발이 없습니다. 그래서 민수 씨는 신발을 사는 것이 힘듭니다. 아, 민수 thì có cái chân rất là to. Thường thì ở cửa hàng bán giày, 민수 발에 많은 신발이 없습니다. Không có đôi giày phù hợp với hoặc là